Mến chào buổi sáng tất cả quý vị khán giả nha. Sáng hôm nay ngày 5 tháng 8 năm 2023. Hôm nay thì ở Cầu Mỹ Thuận 2 thời tiết rất là đẹp, nắng ok lắm nha. Trời trong xanh. Và hôm nay thì ở Cầu Mỹ Thuận 2 mình thấy là các anh công nhân, các anh kỹ sư của đơn vị Châu Thới 620 đã mang những cái khối dầm lại chỗ cái phần đường dẫn của bờ Tân Hòa của Vĩnh Long để mà chuẩn bị cho cái quá trình gác dầm lên trụ T17 và T18 của bờ Vĩnh Long ha. Thì ngay tại vị trí này nè cả nhà ơi. Những cái cẩu lớn của đơn vị 620 đã được tập kết ở đây để mà chuẩn bị sẵn sàng cho cái quá trình gác dầm. Thì có thể là trong hôm nay thì các anh sẽ tiến hành gác dầm luôn. Còn đây là cái phần xe đúc của trụ T16. Vào 2 ngày hôm trước thì các anh đã bắt đầu hạ xuống. Nên là hôm nay là ngày thứ 3 thì mình thấy là cái phần xe đúc đã được hạ xuống gần tới cái xà lan rồi. Thì cái khoảng cách ngay tại vị trí này là còn khoảng 2 mét nữa thôi là sẽ tới dưới cái mặt xà lan luôn ha. Thì mình thấy là bây giờ là xà lan phía bên dưới đã neo đậu sẵn sàng hết rồi. Và bây giờ là các anh sẽ tiếp tục hạ xuống cho nó nằm ở trên xà lan luôn. Rồi sau đó là các anh sẽ đưa về bãi tập kết để mà chuẩn bị thi công những cái công trình, những cái cầu khác ha. Do là mình quay nó đang hơi bị ngược sáng á, nó hơi chói một tí nên là nó hơi tối nên là mong cả nhà mình thông cảm nha. Rồi sau nhiều giờ, nhiều ngày ròng rã thi công thì bây giờ là các anh đã hạ được sát dưới mặt sông rồi, gần tới rồi. Thì bây giờ nước đang rất là lớn nha, thì bây giờ là nước vẫn còn đang lớn thì lợi dụng cái thủy triều dâng cao thì các anh sẽ nhẹ được một cái phần hạ xe đúc, cái quãng đường hạ thì nó sẽ ngắn hơn. Mới ngày nào háo hức chờ các anh nâng xe đúc lên mà hôm nay thì đã hạ xuống rồi, hoàn thành cái nhiệm vụ của mình rồi. Bây giờ là các anh sẽ hạ xuống để mà sắp tới thì các sẽ tiếp tục kéo cáp di băng số 14 và gác dầm. Rồi sau đó là sẽ đổ bê tông kết nối với cái phần đường dẫn luôn ha. Không bao lâu nữa thôi là sẽ hoàn thành cầu Mỹ Thuận 2. Thì dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2023 là tháng 12 ha. Thì bây giờ là đã tháng 8 rồi, những ngày đầu của tháng 8 rồi. Thì còn 4 tháng nữa thôi. Ngay tại vị trí này là cả nhà mình thấy rất là rõ cái chỗ mà cái phần xe đúc đây. Mình thấy là các anh đang bơm nước cái gì ra này mọi người. Buổi sáng thì có rất là đông các anh công nhân kỹ sư đang làm việc ngay tại vị trí này ha. Nhưng mà hạ cho xong luôn cái phần xe đúc của trụ T16 nè. Một số anh công nhân kỹ sư đang đứng ở đây để mà nối những cái thanh thép mà rất là to nối lại với nhau rồi bắt đầu là sẽ hạ xuống để mà giữ xe đúc lại phía bên dưới. Thì do là xe đúc này rất là nặng nên là các anh hạ từ từ thôi chứ không có hạ nhanh ha, nặng lắm. Rất là nhiều cái thanh thép to ở đây, mình thấy là như là tới cả chục, chắc cả 10 cây ha. Đó, thì mình thấy là có một số anh công nhân kỹ sư đang đứng ở dưới cái phần xà lan đó. Thì mình thấy là cái đầu ở trên đỉnh đầu của các anh này cũng gần chạm tới cái phần chỗ xe đúc luôn rồi. Có thể là trong hôm nay này các anh sẽ hoàn thành luôn cái phần hạ xe đúc ha.
hôm nay thì các anh gác dầm thì lúc đó là sẽ kết nối với cái phần đường dẫn luôn. Lúc đó từ phía bên bờ từng bờ Tân Hòa của Vĩnh Long sẽ đi thẳng ra trụ T16 rất là dễ dàng luôn cả nhà ơi. Sáng nay thì trời trong xanh rất là đẹp. Ở trên đỉnh tháp thì các anh công nhân, các anh kỹ sư của đơn vị cáp di băng đang di chuyển lên bên trên để mà chuẩn bị kéo cáp di băng số 14. Mình thấy là những cái thiết bị căng kéo cáp này, những cái cuộn cáp thì các anh cũng đã để sẵn sàng ở trên mặt cầu rồi. Thì bây giờ là hợp long xong xuôi hết rồi, dắt dầm xong xuôi hết rồi, thì lúc đó là các anh sẽ tiến hành kéo cáp di băng 14, 15, 16, ba cái bó cáp di băng cuối cùng sẽ rất là dài và cái số lượng cáp trong cái bó cáp cũng rất là nhiều luôn ha. Còn đây là cái khoảng cách giữa bờ Vĩnh Long và bờ Tiền Giang ở ngoài mặt sông. Thì bây giờ là còn khoảng 70m nữa là sẽ hợp long cái nhịp chính giữa sông. Bây giờ là đang chuẩn bị trượt ra, thì mỗi bên trượt ra một lần nữa là thì còn hai khối dầm là tương đương 40m. À, mỗi bên là 20m là 40m. Rồi cộng với cái dầm giữa nữa là khoảng 50m nữa là sẽ hợp long ha, nếu mà trượt ra. Chắc khoảng vài ngày nữa thôi là các anh sẽ trượt ra cả nhà ơi. Hợp long xong hết rồi. Ở bên Tiền Giang cũng vậy. Ở trụ T14 và T15 thì các anh cũng đã hợp long xong xuôi hết rồi nha. Cũng đang chuẩn bị cho cái quá trình hạ xe đúc xuống. Hôm nay thì các anh gác dầm xong ở Vĩnh Long thì các anh sẽ di chuyển qua bờ Tiền Giang, sẽ gác dầm bờ Tiền Giang. Thì ở Vĩnh Long thì các anh sẽ di chuyển những cái khối dầm tới bằng những cái xe lớn, những cái xe chuyên dụng. Còn ở bên Tiền Giang thì những cái khối dầm đã để sẵn ở dưới mặt cầu rồi, ở dưới cái giả cầu rồi, ngay trụ T13, 12, 13 thì các anh đã để sẵn sàng hết rồi ha. Thì lúc đó là các anh sẽ gác rất là nhanh, rồi xe đúc hạ xuống cũng sẽ dễ dàng hơn. Do là các anh hạ xuống là hạ xuống mặt đất luôn. Còn ở bên Vĩnh Long thì hạ xuống là các anh phải hạ xuống xà lan. Do là cái địa hình địa thế thì mỗi bên nó khác nhau. Rồi sắp chạm tới xà lan rồi cả nhà ơi. Rồi bây giờ chỉ chờ hạ xuống xà lan, sau đó là sẽ có tàu kéo lại đưa về ha. Rồi, đó là những cái tiến độ mới nhất sáng sớm ngày hôm nay, ngày 5 tháng 8 năm 2023. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều đã theo dõi video của mình nha. Chúc tất cả mọi người được nhiều sức khỏe và đón xem những cái video tiếp theo của mình nha. Bye bye.